Hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2021, thứ bảy tuần thứ sáu mùa Phục sinh năm lẻ. Trích xuất tông đồ công vụ. Sau khi ở lại Antiochia ít lâu, Phaolô ra đi lần lượt, ngài đi qua các vùng Galata và Phrygia, làm cho tất cả môn đồ thêm vững mạnh. Bây giờ có một người Do Thái tên là Apollo, quê ở Alexandria, rất lợi khẩu và thông biết thánh kinh. Ông đến Epheso, ông đã học thông đạo Chúa. Ông nhiệt tâm rao giảng và siêng năng dạy những điều về Đức Kitô, mặc dầu ông chỉ biết phép rửa của Gioan. Vì thế, ông bắt đầu hành động mạnh dạn trong hội đường. Khi Priscilla và Aquila nghe ông, liền đón ông về nhà và trình bày cặn kẽ hơn cho ông biết đạo Chúa. Ông muốn sang Achaia, thì các anh em khuyến khích ông và viết thơ cho các môn đồ, xin họ tiếp đón ông. Đến nơi, ông đã giúp các tín hữu rất nhiều, vì ông đã công khai phỉ báng những người Do Thái cách hùng hồn. Ông trưng thánh kinh để minh chứng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian. Hãy thầy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng tối cao, khả uy. Người là đại đế trên khắp trần gian. Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian. Vì Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian, hãy xương ca vinh mừng người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của người. Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian, vua Chúa của chư dân đã nhập đoàn với dân riêng Thiên Chúa của Abraham. Vì các vua chúa địa cầu thuộc quyền Thiên Chúa, Người là Đấng muôn phần cao cả. Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian. Alleluia, Alleluia, Chúa phán, các con hãy đi giảng dạy muôn dân. Thầy sẽ ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật các con, điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì, hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Đã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa. Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra, Thầy bởi Cha mà ra và đã đến trong thế gian. Rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Đấng trung gian duy nhất. Anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Gioan chương 16 câu 23b. Suy niệm trong các lời kết nguyện chúng ta thường đọc: Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Như thế, mọi kinh nguyện Kitô giáo đều được dâng lên Chúa Cha qua Chúa Giêsu. Lời cầu xin của Kitô hữu đáng được Chúa Cha chấp nhận khi cậy nhờ đến công nghiệp của con một yêu dấu là Đức Giêsu. Ngài đích thực là Đấng trung gian duy nhất, vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Tông đồ công vụ chương 4 câu 12. Chúa Giêsu là trung gian, không chỉ là nhịp cầu kết nối giữa Thiên Chúa và con người. Hơn thế, chúng ta chỉ đến được với Chúa Cha
ở nơi và trong Chúa Kitô, cũng như Chúa Cha yêu thương cứu độ chúng ta ở nơi và trong con yêu dấu của Ngài. Không ai có thể đến với Cha mà không qua Thầy, bởi vì Thầy và Cha Thầy là một. Gioan chương 10 câu 30, chương 17 câu 22. Mời bạn, nhờ Đức Kitô chúng ta có thể gặp Thiên Chúa trực tiếp nơi Đức Kitô. Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy nhân danh Ngài mà cầu xin Chúa Cha, và Chúa Cha chắc chắn sẽ nhậm lời. Gioan chương 15 câu 16. Vậy bạn còn ngần ngại gì mà không kết hiệp với Chúa Con để cầu xin Chúa Cha ban cho bạn điều quý giá nhất là sự sống đời đời ở nơi Chúa? Sống lời Chúa, bồi dưỡng đời sống đạo bằng việc gắn bó với Đức Giêsu trong lời Chúa và Thánh Thể. Cầu nguyện là Chúa Giêsu phục sinh, xin hãy kiện toàn lòng tin của chúng con, giúp chúng con kiên trì sống niềm tin đó mỗi ngày thêm vững mạnh, hoàn hảo hơn. Nhờ đó chúng con sẽ được sống mật thiết với Chúa và qua đó được kết hiệp với Chúa Cha trong Chúa. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Ta không kết án con. Tại nhà thờ chánh tòa Quốc Bưa trong miền Bavaria, Tây Đức, có một tượng thánh giá rất nổi tiếng được chạm trổ vào khoảng thế kỷ thứ 14. Trên những tượng thánh giá thông thường, đôi tay Chúa Giêsu dang ra và bị đóng vào gỗ giá. Riêng đôi tay của Chúa Giêsu trên tượng thánh giá tại nhà thờ chánh tòa Quốc Bưa thì khác hẳn. Thay vì bị giang ra và bị đóng vào gỗ giá, hai cánh tay của Chúa lại khoanh trước trái tim như thể đang ôm vào lòng một người nào đó. Người dân địa phương truyền tụng rằng trong cuộc chiến tranh tôn giáo giữa Tin Lành và Công giáo vào giữa thế kỷ thứ 17, một người lính chống Công giáo đã vào nhà thờ này, nhìn thấy trên đầu Thiên Chúa có một triều thiên bằng vàng. Anh sinh lòng tham, bắc thang leo lên để đánh cắp. Khi anh vừa đưa tay tháo gỡ triều thiên, thì đôi cánh tay của Chúa Giêsu bỗng được tháo gỡ. Chúa Giêsu giang tay ôm trọn lấy anh vào lòng với tất cả triều mến. Người lính chết lịm trong vòng tay âu yếm của Chúa Giêsu. Người ta tìm thấy xác của anh dưới chân thánh giá. Kể từ ngày đó, hai cánh tay của Chúa Giêsu không còn giang ra và bị đóng vào lỗ đinh nữa, nhưng được khoanh trước trái tim trong tư thế đang ôm chầm lấy một người nào đó. Du khách nhìn lên thập giá đều có cảm tưởng như ánh mắt của Chúa Giêsu nhìn mình và nghe có tiếng thì thầm: "Ta không hề kết án con." Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Đó là chân lý cơ bản nhất trong Kitô giáo. Tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu, cái chết của Ngài trên thập giá, đó là ngôn ngữ qua đó muốn nói với chúng ta rằng Ngài yêu thương chúng ta, yêu thương đến nỗi sẵn sàng để cho người con một của Ngài chết thay cho chúng ta. Thiên Chúa yêu thương con người. Điều đó không có nghĩa là Ngài yêu thương con người một cách trừu tượng, yêu thương con người như một đám đông hay như một con số. Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu cá biệt, nghĩa là mỗi người chúng ta đối với Ngài như thể là người duy nhất hiện hữu trên trần gian này. Mỗi người là một lịch sử, mỗi người chiếm trọn tình yêu của Chúa. Thiên Chúa yêu thương tôi, nghĩa là Ngài chỉ muốn điều thiện cho tôi. Điều thiện ấy có thể vượt khỏi suy tính đo lường của tôi. Do đó, cho dẫu có gặp trăm nghìn đớn đau vất vả, chúng ta cũng hãy tin rằng Thiên Chúa đang yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương tôi đến độ làm mọi cách để cho mọi sự đều quy về điều thiện hảo cho tôi. Một cơn bệnh, một sự thất bại, một cái chết, một sự mất mát và ngay cả tội lỗi, tất cả đều là những cơ may để Ngài ban cho tôi một ân phúc cao cả hơn. Bài trích sách lẽ sống.